Kết quả pháp 1, không bỉ, Led Bleu nhọc nhằn vào tứ kết. Pháp chật vật đánh bại bỉ nhờ bàn phản lưới nhà phút 85. Màn đại chiến giữa Pháp vs Bỉ đã diễn ra vô cùng chặt chẽ và căng thẳng. Bỉ quyết tâm lùi sâu phòng ngự để hạn chế khả năng tấn công của Pháp. Tuy nhiên cuối cùng họ vẫn để thủng lưới bởi pha phản lưới nhà của Vertonghen ở phút 85. Bàn thắng Pháp vs Bỉ. Pháp, Vertonghen, 85, phản lưới. Ở trận đại chiến giữa Pháp và Bỉ, cả hai đội đều có những thay đổi cả về nhân sự lẫn sơ đồ thi đấu. Pháp sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 với Griezmann đá hộ công sau lưng cặp tiền đạo Mbappe và Thuram. Trong khi đó, Bỉ dùng sơ đồ 4-3-3 với Onana đá tiền vệ trụ bên cạnh Carrasco và De Bruyne. Doku và Openda đá hai bên cánh hỗ trợ cho Lukaku. Tưởng như với đội hình gồm nhiều cầu thủ tấn công, hai đội sẽ chơi đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên thực tế là Bỉ lại dồn đội hình lùi sâu xuống phần sân nhà để hạn chế các pha tấn công của Pháp. Chính vì thế, họ chỉ có hai lần dứt điểm trong hiệp 1, một lần trúng đích. Bên phía đội tuyển Pháp, dù cầm bóng nhiều hơn và tung ra tới 8 pha dứt điểm nhưng chỉ có một lần bóng đi trúng đích. Các ngôi sao tấn công của Pháp như Mbappe, Thuram hay Griezmann đều nỗ lực xuyên phá nhưng không thành công. Ngay cả các tình huống dứt điểm từ xa của Quamun hay Rabiot cũng không thể làm khó được thủ thành Kassel. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Muani dứt điểm chạm người Vertonghen tạo nên bàn thắng duy nhất ở trận Pháp vs Bỉ. Bước sang hiệp 2, Pháp đẩy mạnh tấn công với hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra trong những phút đầu hiệp. Trong khi đó, Bỉ cũng dâng đội hình lên cao hơn so với hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sự căng thẳng và quyết liệt vẫn không hề suy giảm. Sự chắc chắn của hàng thủ hai đội khiến cho các cầu thủ tấn công không có nhiều không gian để hoạt động. Cả Mbappe, Thuram bên phía Pháp hay Lukaku, Carrasco bên phía Bỉ đều nỗ lực đột phá và dứt điểm nhưng không thể tạo ra khác biệt. Thời gian trôi dần về phía những phút cuối hiệp 2, huấn luyện viên của hai đội đã tung vào sân những cầu thủ thay người của mình nhưng thế trận vẫn không có nhiều diễn biến đáng chú ý. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 85. Kolo Muani nhận bóng trong vòng cấm trước khi xoay người dứt điểm. Bóng chạm vào người trung vệ Vertonghen khiến thủ thành Kassel không kịp phản ứng đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này. Những phút cuối trận, Bỉ dồn toàn lực lên tấn công nhưng do thời gian quá ít nên họ không thể làm gì hơn. Chung cuộc, Pháp nhọc nhằn đánh bại Bỉ với tỷ số tối thiểu để giành quyền vào tứ kết. Đội hình thi đấu Pháp vs Bỉ. Pháp, Maigan, Cauda, Saliba, Upamecano, Hernandez, Can, Quamun, Rabiot, Griezmann, Thuram, Kolo Muani 62, Mbappe. Bỉ, Kassel, Kastan, Dè Kittel 89. Face, Vertonghen, Thiet, Onana, De Bruyne, Doku, Openda, Mangala 64, Carrasco, Lukebiko 89, Lukaku